tưởng, thưa toàn thể các đồng chí, hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, trân trọng gửi tới Thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022. Đề cương gồm 3 phần. Phần 1, 33 năm thực hiện ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Phần 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Phần 3, phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mở đầu chương trình, kính mời Tổ trưởng cùng toàn thể các đồng chí lắng nghe. Phần 1, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 1989, ngày 22 tháng 12 năm 2022. 1, lịch sử và ý nghĩa ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng mang tính chất vì dân, do dân, của dân, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc và phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng, nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Nền quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nền quốc phòng là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Việt Nam xây dựng sức mạnh quân sự, quốc phòng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Đảng, nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng an ninh với hoạt động đối ngoại thành một thể thống nhất để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhất là các cuộc khởi nghĩa, các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh sức mạnh vô địch của đại đoàn kết toàn dân tộc. Bất kỳ giai đoạn nào, phải đương đầu với kẻ thù hung bạo đến đâu, nếu cổ vũ, động viên, quy tụ được sức mạnh toàn dân thì dân tộc ta đều giành thắng lợi vĩ đại, bảo đảm sự bền vững của độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Xuất phát từ vai trò của công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 đã ra chỉ thị số 381 quyết định lấy ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, lần đầu ngày Hội Quốc phòng Toàn dân được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22 tháng 12 đã trở thành ngày hội lớn nhất của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội. Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân là dịp để tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cổ vũ, động viên toàn dân chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên từng địa phương, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng mạnh trong tình hình mới. 2. Những thành tựu cơ bản qua 33 năm thực hiện ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Một là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân với sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc. Hai là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an ninh cho sự phát triển đất nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 3 là sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn,
loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh, các tình huống xâm phạm an ninh quốc gia nếu xảy ra. 4 là xây dựng thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phù hợp trong điều kiện mới, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn, thế trận lòng dân được củng cố vững chắc. 5 là lực lượng vũ trang mà nòng cốt là quân đội nhân dân, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu cơ bản đã được sau 33 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước, sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Tiếp theo chương trình, kính mời Thủ trưởng cùng các đồng chí tiếp tục lắng nghe. Phần 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam, 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 1. Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời và cùng toàn dân tộc tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Trong chiến cương văn tắt, tháng 2 năm 1930, Đảng ta đã khẳng định con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc phải tổ chức ra quân đội công nông để giành chính quyền và giữ chính quyền. Vì vậy, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các tổ chức vũ trang được hình thành là đội tự vệ đỏ, đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, đội du kích Ba Tơ, đội du kích Bắc Bó, cứu quốc quân. Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và trưởng thành của phong trào đấu tranh cách mạng đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải có một đội quân chủ lực, thống nhất về mọi mặt tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng giữa Tổng Hòa Ngoa Thắm và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh gồm 34 chiến sĩ, trong đó có 25 chiến sĩ là con em dân tộc Cao Bằng, biên chế thành 3 tiểu đội. Đồng chí Hoàng Sâm được cử làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng, Dương Mặc Thạch làm chính trị viên. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có chi bộ đảng lãnh đạo. Vào hồi 17 giờ ngày 25 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt, đóng tại Tổng Kim Mã, Châu Nguyên Bình, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 7 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 1944, lại đột nhập vào đồn Nà Ngần, đóng tại xã Cẩm Lý, Châu Nguyên Bình, nay thuộc xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, giết chết hai tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính địch và thu tất cả vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống của quân đội ta. Tháng 4 năm 1945, Trung ương Đảng quyết định vũ trang cả nước thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 15 tháng 15 năm 1945, tại Định Biên Thượng, Định Hóa, Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành tư lệnh các lực lượng vũ trang thống nhất mang tên Việt Nam Giải phóng quân. Với sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ quốc quân. Năm 1946, Vệ quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên. 2. Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1945, năm 1954. Sau cách mạng tháng 8, cùng một lúc chúng ta phải đối phó với cả giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ở Nam Bộ, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp được quân Anh và quân Nhật giúp sức trắng trợn gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 năm 1945, gần 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch đã chiếm đóng hầu hết các thành phố từ vĩ tuyến 16 trở ra. Tháng 11 năm 1946, thực dân Pháp đổ bộ lên Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà để thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Sau khi nổ súng ở Hải Phòng, Lạng Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 1946, chúng giáo diết chuẩn bị lực lượng hòng đánh úp các cơ quan đầu não của ta tại thủ đô Hà Nội. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quân bùng nổ. Với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà Nội và các thành phố thị xã đã tiêu hao, tiêu diệt và giam chân một lực lượng lớn quân địch, tạo điều kiện cho cả nước chuyển vào kháng chiến lâu dài. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp huy động hơn 2 vạn quân tinh nhuệ có máy bay, tàu chiến hỗ trợ, mở cuộc tiến công lớn lên Việt Bắc.
Thế nhưng sau hơn 2 tháng chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt hàng nghìn tên địch, bắn rơi 18 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 50 tàu, cano, phá hủy 255 xe cơ giới, tu hàng nghìn súng các loại, làm nên thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc. Tháng 6 năm 1950, ta mở chiến dịch biên giới, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc với các nước xã hội chủ nghĩa. Đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc, nối thông được vùng giải phóng Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc và Thượng Lào, ta giữ vững thế chủ động tiến công, làm thất bại âm mưu mở rộng chiếm đóng của địch. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, lập lại hòa bình ở Đông Dương, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. 3. Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Ở miền Nam, tháng 6 năm 1954, Mỹ dựng chính phủ Ngô Đình Diệm và giáo diết thực hiện chính sách khủng bố tàn bạo, gây ra những tổn thất nặng nề cho cách mạng miền Nam. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, bộ phận trực tiếp của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở miền Nam. Từ năm 1961, để đối phó với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và phong trào cách mạng miền Nam, đế quốc Mỹ thực hiện chiến tranh đặc biệt. Với kinh nghiệm chiến đấu, quân và dân miền Nam đã sáng tạo nhiều hình thức tiến công, đánh 15.525 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 28.966 tên địch, vùng giải phóng được giữ vững và mở rộng. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân lần thứ nhất, hòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Các đơn vị hải quân, phòng không, dân quân tự vệ đã nâng cao cảnh giác, hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Ngày 5 tháng 8 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tháng 10 năm 1964, các lực lượng vũ trang miền Nam mở đợt hoạt động Đồng Xuân 1964-1965, tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chủ lực Ngụy với chiến thắng Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ hoàn toàn bị phá sản. Từ giữa năm 1965, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa lực lượng chiến đấu của Mỹ vào trực tiếp tham chiến trên chiến trường miền Nam, hỗ trợ cho nỗ lực quân sự ở miền Nam. Mỹ dùng không quân, hải quân mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, vừa xây dựng, vừa chiến đấu và phát triển lực lượng. Bộ đội ta trên các chiến trường miền Nam đã tổ chức các trận tiến công, bẻ gãy nhiều cuộc hành quân quy mô lớn của Mỹ và quân đội Sài Gòn, đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Trong 4 năm 1964-1968, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 3.243 máy bay các loại, bắt sống nhiều giặc lái, bắn chìm và bắn cháy 143 tàu chiến. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Xuân Mậu Thân 1968 trên toàn chiến trường miền Nam, cùng với việc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ, buộc Mỹ chấp nhận đàm phán với ta tại hội nghị Paris. Từ năm 1969, Mỹ chuyển sang thi hành học thuyết Nixon và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đồng thời tăng cường chiến lược chiến tranh đặc biệt tăng cường ở Lào và Campuchia. Đầu năm 1972, quân và dân ta mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam, làm thay đổi so sánh lực lượng và thay đổi cục diện chiến tranh, dồn Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn vào thế yếu trầm trọng hơn. Trước nguy cơ đổ vỡ của quân đội Sài Gòn, xương sống của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Nixon buộc phải huy động trở lại lực lượng quân sự Mỹ vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, đế quốc Mỹ huy động một lực lượng lớn không quân và hải quân mở cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc lần thứ hai với hai chiến dịch Linebacker 1 và Linebacker 2. Với tinh thần dũng cảm, bằng cách đánh mưu trí, linh hoạt, quân và dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc tập kích chiến lược lần thứ hai bằng B-52 của Mỹ, lập nên trận Điện Biên Phủ trên không tại bầu trời Hà Nội. Thắng lợi to lớn của quân và dân hai miền Bắc và Nam buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chấm dứt dính líu về quân sự, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam. Hiệp định Paris được ký kết nhưng với bản chất ngoan cố,
đế quốc Mỹ chưa chịu từ bỏ âm mưu duy trì chế độ thực dân mới, chia cắt lâu dài đất nước ta. Trong quá trình rút quân, đế quốc Mỹ vẫn để lại nhiều sĩ quan mặc áo dân sự và giao lại cho quân đội Sài Gòn toàn bộ cơ sở vật chất, vũ khí, phương tiện chiến tranh. Dựa vào viện trợ của Mỹ, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ra sức củng cố ngụy quân, ngụy quyền, liên tiếp mở các cuộc hành quân tràn ngập lãnh thổ, lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Ngày 4 tháng 3 năm 1975, bộ đội ta mở chiến dịch Tây Nguyên giải phóng Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Gia Lai và toàn bộ Tây Nguyên. Ngày 5 tháng 3 năm 1975, quân ta mở chiến dịch Trị Thiên Huế, giải phóng tỉnh Quảng Trị, Huế và Thừa Thiên. Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 1975, quân ta mở chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà và thị xã Hội An, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Sài Gòn nhằm giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, thực hiện tư tưởng chỉ đạo, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, quân ta bắt đầu nổ súng tiến công đồng loạt vào các mục tiêu, phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch. Đại sứ Mỹ và các nhân viên quân sự, binh lính cuối cùng của Mỹ lên máy bay trực thăng rút khỏi Sài Gòn sáng 30 tháng 4. Vào lúc 10 giờ 45 phút, phân đội xe tăng thọc sâu của quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập. Quân ta bắt toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Cờ Tổ quốc tung bay trước tòa chính của Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút. Hơn 1 triệu quân đội Sài Gòn và cả bộ máy chính quyền địch bị đập tan. Chế độ thực dân mới được Mỹ dốc sức xây dựng trong hơn 20 năm với năm đời Tổng thống đã hoàn toàn sụp đổ. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đánh dấu bước trưởng thành và vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam về cả tổ chức lực lượng và trình độ chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 4. Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1975 đến nay. Trong những năm 1975-1977, quân đội ta thực hiện điều chỉnh một bước về quân số, tổ chức biên chế, vừa đẩy mạnh huấn luyện, xây dựng chính quy phù hợp với tình hình mới, vừa tham gia xây dựng đất nước. Toàn quân đã bố trí hơn 256.000 cán bộ, chiến sĩ chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Cán bộ chiến sĩ trong quân đội đã khắc phục khó khăn, gian khổ, tham gia xây dựng tuyến đường sắt Bắc Nam, khai hoang xây dựng các vùng kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông trường, lâm trường quốc danh trên các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ. Tháng 4 năm 1977, tập đoàn Pol Pot Leng Sari phát động cuộc chiến tranh xâm lược vùng biên giới Tây Nam. Mùa khô năm 1978, chúng đã huy động 19 sư đoàn bộ binh tiến công trên toàn tuyến biên giới, gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 23 tháng 12 năm 1978, quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam đã tiến hành mở cuộc phản công chiến lược và đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của tập đoàn phản động Pol Pot Leng Sari với sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, các lực lượng vũ trang cách mạng và quân dân Campuchia đã đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot Leng Sari, hồi sinh, tái thiết đất nước. Ở biên giới phía Bắc, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân tiến công trên toàn tuyến biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta. Các lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ đã phối hợp với một bộ phận bộ đội chủ lực cùng đồng bào các dân tộc vùng biên giới anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, buộc Trung Quốc phải rút hết quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Quân đội đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, ra nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng an ninh trong quan hệ đối nội và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược, đồng thời không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và mối quan hệ tốt với các nước láng giềng, bảo đảm sự ổn định về chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quân đội đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tỉnh táo, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng của nhân dân. Nổi bật là việc đánh dấu giữ vững chủ quyền biển đảo và sự gây hấn, lấn chiếm của các thế lực thù địch. Những năm qua, cùng với nhân dân và các lực lượng khác, quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao,
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, quân đội đã thể hiện rõ là lực lượng tiên phong, đi đầu, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, bảo đảm sự ổn định tình hình chính trị xã hội, an ninh quốc phòng trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, quân đội cũng đã thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước, cùng với các lực lượng khác giúp dân xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trải qua 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Tiếp theo chương trình, kính mời thủ trưởng cùng các đồng chí tiếp tục lắng nghe. Phần 3, phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển thì tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, bên cạnh thời cơ, thuận lợi thì cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thử thách, củng cố quốc phòng, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể là 1. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong giai đoạn mới, cần nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt những định hướng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, thực hiện phương châm đi sâu, đi sát cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân của nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, tăng cường tiềm lực chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện nước ta tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. 2. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo và quản lý nhằm vừa tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, vừa bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với quân đội và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng hệ thống cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các cấp trong quân đội trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có năng lực trí tuệ và hoạt động thực tiễn, có quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Tiếp tục đổi mới, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, quân đội ta đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng của bộ đội Cụ Hồ. Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa toàn thể các đồng chí, chương trình phát tin nội bộ của trung đoàn hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe.